Hello, xin chào mọi người. Đây mình sẽ hướng dẫn mọi người xem đạo.
Thank you.
Dược khác vậy. Tám bốn mươi hai độ chín mốt là năm ngày tình vẫn đậm sâu. Xe tổng chỗ mà ở đâu mèo thì lúc đâu chồng ba con miên mà đủ máy à hả xe máy đang đi xuống cái đó thì chợt bị mà chợt bị nhưng mà hư xe quẹo này cổ con thì cái thằng đi nạn nuôi chó lấy xấu nuôi chó xe bị chờ có bà nuôi cái đâu cũng đấy. À, cái đó là chủ chó chịu trách nhiệm rồi đó. Do lỗi con chó à. Mà chó ở ngoài đường quốc lộ mà để thả rong nó chịu. Chủ bị phạt chó.
mình cái ống một phát. Chó chết, chó bị chiêu. Chó với đồ bạn ngay được quốc lộ thả rong nữa. Chết. Mấy ngày đi viện mệt nữa. Mệt từng chủ đó. Ngồi đây mà quán chỉ biết tới được âm một phạt không là đấy, không là chờ mẹ ở đấy là chắc là đi dùng tay mình chấm chứ đó, không là người bị vậy, hơi sực sữa, rồi cổ xe được lộn vèo với bến, còn một thằng đi lấy 6 tới mức sẽ định trong đời phạt này, mỡ đâu mỡ chứ, cái đâu mặc người đấy, loay trắng lắm này, mỡ, thôi thôi đừng kể, nghe thú. Cái gì? Cái máy gọi IBC chứ. Quên thôi, chạy mà gặp mấy con chó rồi nó chậm chậm nhìn từ xa là thôi chậm chậm lại. Ô thì lão từ trong vỉa hè nó ra chứ đâu phải chạy tan gì đứa. Đồ mẹ mấy con chó ngu như chó lẹ. Cái gì cũng chó ấy. Tao phải gọi là tao lặng nướng ấy. Có quay 10 bộ à? Ừ. Còn ai không? Còn anh Bin. Bin chi mà về trễ đấy. Ê, giờ ngồi trên đây người ta tới mà cũng không biết luôn á, nghe luôn. Nghe tiếng xe luôn. Không mà nãy ngang quý lên nghe được. Đi ra con một khăn chắc mời đi uống cà phê đi. Mưa sáng sớm. Tôi nó đen thôi, đỏ quên đi. Cái đồ ăn mưa đã. Không,
MU là phải fan em ghét thằng MU nhất. Sáng dậy thầy cố coi bảo quá luôn, đã được bán luôn. Hồi xưa em ghét MU mà ghét gọi là anti luôn á, mà thằng bạn thân của mình là fan MU nữa, hai thằng kiểu như nói chuyện thế nào cũng đấu khẩu với nhau á. Kiểu cũng cọc lên luôn mà. Mà hồi xưa hai thể lực của bóng đá là giống bắt xa với đôi chim. Thời mà gặp mấy thằng fan của MU thằng bị ảo tưởng nữa, gái dơ nữa, ghét vãi rồi. Hầu như Việt Nam mình fan MU là nhiều nhất á. Mấy thằng mới lớn rồi mình trậu trậu đú đú fan MU hết. Thằng thằng đúng 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 bật lên 25, bật lên nữa 25 thì để nó cho nó lặng pin đó. Hello Trung. Ba chục phút. Mua mi mà hình tơ mà ăn nó hiểu đấy này. Sau được ni là không 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 nghệ sĩ nào mà dám kêu gọi nữa. Mệt ôm vua phải mệt, mệt người. Nếu mà nghệ sĩ tính tin tưởng mà không thương. Càng không, nói chung là không tin được ai đó, không tin bố tiên, con lần nào hết. Ủng hộ tiêm quỷ đi nghe nghe rồi bỏ về hộp đó, đưa về phương đấy là đưa tỷ thì về con biết được con há trăm không nè. Còn cái nịt đó. Không, chỉ cả một sáng thôi, sổ hồ nghe nó ra hái mãi rồi nó cọc to người cho bà thôi. Tiện rót về người thân trước. Sao kêu là kêu gọi người thân nó trước ạ. Trước thôi. Mà nó còn sâu. Mà một người giống như cái đợt đầu tiên thôi làm đó vừa mệt bản thân nữa mà vừa bị tan tiếng nữa, không được gì hết, không được mà lười luôn làm thì cực chứ mẹ mà bọn đi thì không làm gì hết mà ngồi ăn soi ăn đồ nó xấu ăn đồ lắm rồi kêu bác que phản động người đấy phải. Đương nhiên là mấy cái đó người tiên cũng bị bọn phản động hắn tranh thủ khích bọn cư dân mạng rồi đó, tranh thủ thôi. Chào ý. Vãi. Vậy rồi. Thank you.
cục dầu đó sẽ như trong tiếng Nga. Nếu bà không bán là tôi là không. Nóng trong Nga tiếng mùi. Bi mùi gì mà 30 ngàn? Một lưới. Ừ. Mấy món mùi mọi người có 30 ngàn? 150 mùi thôi à? À, được chuyện anh em bên người thích chi như là 10 thích như 50 đó. Được. Bữa nay khô. Là cái gì mà em? Hả? Không. Có chung kết, có penalty phê, cảm giác đá penalty phê, pha của kiểu mà đội của mình nữa đấy. Đợt có Việt Nam đá này. Làm tiêu tốn bao nhiêu công sức người ta. Mà thầy kia nào đấy anh? Cũng quên lý, đô không? Ừ? Thì là cái sọng đi ăn hàng đó. Ừ. Tôi là đi chân lý. Ừ, thì phải đi á. Ừ. Ý thức đồ vô chung thôi chứ giờ mà có mấy thanh niên. Ý thức. giờ chạy ngoài đường Huế này mấy người không đeo khẩu trang đầy lắm, chạy ngoài đường thấy đi nhông đó. Chủ quan quá anh.
As for maksud toko ta? Đỉnh vậy ma sút. Má đất bên không hỏng thế nào lúc đá 11 trái mà không hỏng thế nào. Đỉnh chưa? Bên nó đã 11 trái à? Ờ. Mà không hỏng thế nào luôn. Đã đỉnh chưa? Mà thủ môn bay đúng hướng nhất, gần như là kiểu như hầu như là không bay mà chạm bóng không tới bóng thôi, chứ sút hiểm vậy sợ mà sút đều luôn, hai đội đều sút đều luôn, chỉ có một thằng mà cuối cùng là để đi à. Thế đồ hết với một người rồi à. Nhìn cái cách xước của hắn thôi, cái chân đặt xa bóng quá là hắn đã không có lực rồi mà xuống này. Đáng lẽ hắn xích lên đúng không? Cách xuống giờ là bị bắt là đúng rồi, lực vừa không có nữa. Chứ không phải đâu, để chúng ta phải... Nó phải ngang tới banh như này, chứ hắn thụt sau tới banh là cái lực... Nó bị với liền, bị với liền. Giống hữu nhật á, nó cắt cái banh đi. Một bước chân luôn vậy. Đã hụt liền. Thế này nói ông ấy chuyện lại quỷ ra khi nào rồi. Tháng này có quỷ đâu. Quỷ đâu anh đấy. Tháng này chắc thôi. Đã có bá trận chứ đấy. Ờ, tháng trước thì... Đã bá trận có 1 triệu 6 cái quỷ. Ờ. Không, tháng này thì không có rồi. Đã có đạn không có. Ờ, thì đó. Còn tháng trước thì... Tháng trước đã 3 trận, 3 trận là mấy tiền? Chiều sổ quý cho 3 trận... 3 trận... Tiền, 3 trận là trận mấy? Cho tiền đi. Trận thua trận 3 trận 200 đi. Trận thua là 200. Thì cho 300 tiền nước nữa. Cho 1 triệu. Còn dư 600. 600 à? Bao nhiêu người mà 600? 600 là kẹt giá đấy chứ. Bao nhiêu người á? Không biết đó chứ, 24. Ủa. Anh Tân còn bị chơi à? Mười lăm người đâu vậy trời? À 14 người thôi, thằng bếp nhân mới vô 14 người. Không kèm luôn cái này. 14 người. 14 người, 14 người, 14 người nhân 100 là 1.4 triệu. 1.4 triệu. 13 là 1.3 triệu, thêm anh tưởng 500 rồi. 1.8 triệu thôi. 1.8 triệu luôn à? Ghê vậy? 1.8 triệu còn như 8 xì luôn.
À, coi trên si từ năm lớp 3 coi đá banh từ năm lớp 3 hồi nhỏ là con quân cấp 22 là lúc đó là bắt đầu coi đá banh coi quân cấp lúc đó không biết cái gì hết á, không biết gọi là cái gì, chỉ biết Ronaldinho, Ronaldo rồi Totti rồi đó, xong rồi mới bắt đầu mở lên mà mình thích màu xanh nữa, mở lên đúng cái đội Chelsea luôn, bắt đầu fan đẹp biến rồi, coi từ khi đó. Anh chị đi một tháng nếu mà một tuần liền thì cái gì là từ dựng con máy nữa, kiếm con máy với anh đạt tự do thì người yêu tự do thì yêu gặp chạy đến chỗ ngủ quý hai kẹt hả đỏ mà gió không phải là gió không gọi hả gió là có tí á ở tỉnh hay là ở thành phố á đúng không ở chỗ này ở hai gia đình mình như là mình chia thì nấu con này ở đâu cùng ở con đi lắm đúng không phải ở thành phố cái thằng này anh nhớ đúng không để con người còn kỳ cục kỳ cục
Thì em bị cảm giác gì nhất? Thế thì nào nghe, chẳng ai ngồi hết đấy. Thì tối về đặt lắm xuống nó ngủ nó đi cầm quán nổi cũng vậy. Ừ. Thế cũng về ngủ, hôm nay về ngủ sớm 10 giờ. Cầm quán nổi nổi lắm mà hút mắt lắm. Hôm qua về ừ. Sớm chứ mắt chịu nổi. Hôm cái mắt thì chưa. Không bị cận hay quá. Ngồi nhưng mà nhìn xa cũng ăn rồi, dân dân đó. Ở đây cũng ngủ dân chờ nữa. Làm cái này có bị gì đâu. Nhưng mà nhìn mấy cái này này. Nhìn gái. Nhìn gái phải sáng mắt ra cho cha. Đi phi chứ. Cái lớp nhìn rồi nó đặc biệt tham khảo ở lớp cái mắt nhìn nó đây. Đâu? Ví dụ tháng sau ăn buffet này, anh em liền thì... Đâu ra chứ, là cái đó. Buffet anh em tập trung la môi lên đôi nhau cũng không biết. Buffet ở trong suối chứ. Không có tỉnh ra là em quay cửa em cầm đuôi cái đám bụng kia. Mà kiểu chi cũng để. À, cứ bấm dừng mãi. Xe lớn. Ngọc được.
ra hôm nay. Так.